Xin giới thiệu với các bạn là hai cái mẫu chân ga mới dành cho các bạn là chế xe xăng nhé. Mẫu chân ga sàn, đều để sàn thôi. Đây là thằng này chân sàn này. Đấy. Rất là đẹp. Đây. Ga đây này. Bác mắc cái quả ga đây. Và đây là một cái mẫu chân ga sàn nữa. Chân này khi các bạn kéo cái cò ga này, nó rút này. Thì, ngoài ra thì bên mình còn một cái mẫu chân ga treo nữa. Đây là chân ga sàn. Tí nữa. Đấy các bạn xem nhé. Các cái thông tin đặt hàng thì các bạn xem phần mô tả sản phẩm. Bên mình có cái link để dưới sản phẩm.